Dạ, xin chào các bác nhé. Xin chào các bác đã quay lại kênh của em. Thì hôm nay em có một cái mặt hàng mới. Thì bây giờ em cũng sẽ bán rất là nhiều mặt hàng, chứ không nhất thiết là em sẽ bán một mặt hàng máy móc như ngày trước đó. Thì theo nhu cầu của, thì đây là những cái mặt hàng này là gốm sứ của Nhật các bác nhé. Đó. Thì nó cũng là đó, em thấy nó cũng rất là đẹp thì em cũng mua về để em giới thiệu sản phẩm với các bác, nó xem các bác có nhu cầu không, nó xem mà có ưng ý sản phẩm này không. Thì các bác cứ liên hệ với em số điện thoại trên màn hình nhé. Tất cả những cái đồ gốm sứ này là của Nhật Bản sản xuất hết các bác nhé. Đó. Thì một bộ em đây em có 3 bộ, nó ý là cái mẫu nó khác nhau, nó không có giống nhau. Đó. Thì mỗi một combo như thế này là nó sẽ có 2 hộp. Đó. Nó có sẽ có 2 hộp như thế này các bác coi nhé, 2 hộp như thế này. Đó, giá của nó là 200 ngàn một bộ, đã bao gồm phí vận chuyển nhé. Tại vì nhiều khi cái số tiền nó ít quá mà cái tiền vận chuyển nó lên mấy chục ngàn ấy, nên các bác ạ, đồ thì được nhưng mà cái tiền ship lại cao quá, nó nhiều khi nó bằng 1/3 của cái giá trị đơn hàng. Nên hôm nay em sẽ cố gắng đó để em khống chế cái mức tiền ship xuống. Đó, thì hỗ trợ các bác hết mức có thể rồi. Thì 200 ngàn một bộ nhưng mà nó có hai, nó tương đương với khoảng là 10 cái tách chén như thế này đó. Thì đây nói chung là có dẫn chứng cho bác coi, thì đây là cái một bộ tách như thế này là bộ bình thường nhé, đây không phải là gốm sứ tốt đâu. Thì em nghĩ em nhìn thì em biết rồi đó. Thì bộ thì bác mua bên ngoài thì bèo lắm thì cũng phải là trăm mấy chục ngàn một bộ rồi đó. Em lấy là rẻ nhắm nhá, đó là trăm mấy chục ngàn một bộ rồi, còn không thì cứ 200-300 mà nó cũng rất bình thường thôi. Còn những bộ đẹp nó phải tiền triệu cơ đó. Thì đây thì em bộ này đây cho bác coi kỹ xung quanh của nó. Đây bên dưới nó là màu đen đó, bên trên đây là nó in họa tiết, những cái này là người ta đang làm nổi hết lên các bác nhé. Đó, người ta làm nổi đó, họa tiết người ta làm nổi lên đó. Thì phần trong này đó các bác, đó, rất là trắng sạch. Các bác ở ngoài miền Bắc ấy, cái chén này các bác cái nin này rất phù hợp với các ông người miền Bắc, tại miền Bắc mình hay uống nước vối ấy. Đó mà cái ni thì em ngoài nó toàn rót là những cái ca nhựa đó, hoặc là những cái ni thủy tinh, nói chung là nhìn nó cũng không được đẹp. Nếu mà rót bằng cái ni này sẽ rất là sang trọng đẹp hơn. Thì cái bề ngang của cái ni này thì nó vào khoảng 7,5 nhá, gần 8 cm đó. Còn bề sâu của nó thì nó xít soát là 5 cm đó, thì nó vào khoảng 4,5. Nên mình đo cạn này là 4 này, còn đo xuống dưới nó phải là 5 đó, dưới đáy của nó, tại vì nó không phải đáy phẳng mà nó lõm xuống. Các nhìn này đó. Một cái ly như vậy đó, một chén như vậy, nói chung là rất là đẹp đó. Theo em nhận xét thì nó rất là đẹp. Cái chất lượng gốm của Nhật, của Nhật các bác biết rồi đó, nó có cái chất bên bên nước người ta là cái chất đất đấy, nó có chất gì oxit gì em cũng không biết, tại vì cũng có mấy người dành người ta biết nó, nên gốm sứ bên người ta chất lượng là rất là tốt đó. Này. Cái đồ này là đồ cũng lâu rồi các bác ạ, nó sản xuất chắc là cũng lâu rồi, tại vì cái hộp em đã thấy nó cũ kỹ rồi. Đó. Đây đứa bấm ghim ngày xưa nó giờ nó đã cũ rồi. Đó, các bác mua về các bác thứ nhất là các bác xài cũng được, các bác có thể mua các bác tặng làm quà tặng cho người thân cũng được, bạn bè đó, rất là đẹp nhá, rất là ý nghĩa đó. Một tính ra chỉ có 100 ngàn một hộp thôi đó. Thì là tiền vận chuyển thì em đã trả hết rồi các bác nhá. Thì một một bộ như thế này nó sẽ có 10 cái đó. Đó, đây là bộ đầu tiên nhá. Đang bộ số 2. Đó. Đây, bộ số 2 thì mẫu mã của bộ số 2 nó lại khác bộ đầu tiên. Đó. Đây, bộ số 2 này. Đó. Nó cũng to gần tương đương như nhau các bác nhá. Đó, cũng 7,5 đấy. Cũng cao cũng như vậy luôn. Ý là tất cả những cái đồ này nó cùng một kích cỡ hết. Đó. Thì tùy các bác thôi. Các bác thích cái mẫu như thế nào. Đó. Mỗi mẫu là có một cái đặc trưng riêng. Đây. Đó. Cũng rất là đẹp nhá. Tất cả tiền vận chuyển em đã trả hết rồi các bác nhé. Thì giá tiền ở trên sản phẩm này là dùng để thanh toán khi các bác nhận hàng thôi. Đó, tại vì cái đồ gốm sứ các bác biết rồi, mình phải đóng hàng rất là cẩn thận, tại đi đường rất là xa, sợ vỡ. Giờ cái đồ gốm sứ này em sẽ cũng có thường xuyên. Đó.
Thường xuyên là cũng không phải là ngày nào cũng có đâu các bác nhé. Đó, thường xuyên là em cũng có thỉnh thoảng hay nhập về thôi. Thì lúc nào cái hàng của người ta về thì người ta mới kêu kêu em lên lấy. Đó, nên lựa. Cái bộ này cũng là 200 nhá. Đó, đây, cái bộ này nó lại màu xanh. Đó. Màu xanh nam. Đó. Cũng rất là đẹp các bác nhé. Đó, các bác nhiều khác thích màu xanh thì đây là màu xanh. Đó. Đó. Người ta để lâu lắm rồi không có sử dụng. Đó. Đó, bây giờ người ta mua về Việt Nam, đó, người ta bán. Rất là, Chết rồi. em thấy nó cũng rất là đẹp nên là mua, vì giá cũng rất hợp lý rồi. Đó, giá đó, bộ người ta để quá lâu không sử dụng tới, đó, bụi. Để em nghĩ nó tồn trong kho nào đó, đây các bác nhìn, nghĩa nó ngày xưa rồi. Tại vì ngày xưa nó bấm ghim, bây giờ cái hộp của nó đợt đời mới, bây giờ hộp nó nhìn nó đẹp lắm cơ, nó không làm nó không làm cái kiểu như ngày xưa là nó thủ công nhiều. Bây giờ là nó bây giờ là nó bấm nó dán luôn rồi, nó không bấm ghim đâu, làm như cái bộ như này thường thường nó đóng bằng như công ty em ngày trước em làm, nó làm giấy, nó là nó dán hết bằng hồ luôn rồi, chứ ít khi mà nó bấm bằng ghim. Mà cái loại hộp nhỏ như thế này, hộp lớn lắm thì nó mới phải bấm bằng ghim thôi. Đó, thì em nghĩ công nghệ lúc đó chắc là người ta nó cũng rất lâu rồi, người ta bấm bằng tay. Đó. Rồi thì cái video của em đến đây là hết nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đó thì các bác thấy cái bộ nào đó em chỉ có 3 mẫu đó thôi. Đó. Thì em cho mỗi 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 một một mẫu như thế này chắc em chỉ được khoảng 5-6 bộ à? À không được, không được 5-6 bộ đâu các bác ạ. Đó, mỗi một mẫu như này chắc em được khoảng 3-4 mẫu thôi. Thì là 3-4 bộ như thế này thôi. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Các bác thấy cái đồ này có ích nó hoặc là thích hợp với cả cái nhu cầu sử dụng của gia đình mình đó thì các bác mua nó ủng hộ em đó, thì cái giá của nó đã bao gồm phí vận chuyển rồi đó, thì em đã hỗ trợ hết tối đa các bác rồi. Vận chuyển thì chắc nó khoảng hai mấy 30.000 nữa đó, thì bộ nào nó cũng vậy thôi đó, thì như em tiền trả tiền vận chuyển thì nó cũng vậy mà bác trả nó cũng vậy đó, thì bây giờ để nó tròn trịa thì em đã hỗ trợ hết mức rồi thì thì chị em sẽ trả bộ này nó sẽ là 200 ngàn. Rồi xin chào hẹn gặp lại các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.